Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 5 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh suy yếu dần, đến trưa chiều toàn miền Bắc thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ, nhiệt độ ở Bắc Bộ cũng tăng lên ở mức từ 24 đến 27 độ, nhưng về đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ. Dự báo đến khoảng từ ngày 16 tháng 4 sắp tới, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới tăng cường nhưng với cường độ yếu. Khu vực của Bắc Bộ trong những ngày tới thời tiết nắng ấm, nhiệt độ có xu hướng tăng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Mưa vừa rải rác sẽ gia tăng ảnh hưởng trở lại ở khu vực này sau ngày 13 tháng 4 trở đi. Đối với khu vực ở Bắc miền Trung, trong những ngày tới nắng ấm là thời tiết chủ đạo, nhiệt độ cũng có xu hướng gia tăng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông bắc liên tục đẩy mây ẩm từ biển vào đất liền, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to vẫn còn xảy ra và có thể kéo dài tới ngày thứ tư, ngày 6 tháng 4 của tuần này, nhiệt độ cũng sẽ ở trong ngưỡng từ 23 đến 31 độ, trời lạnh. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông bắc, trạng thái mưa dông vẫn sẽ lặp lại ở nhiều ngày tới. Đáng lưu ý là ở khu vực Nam Bộ, trong chiều và tối mai, ở khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo dông gió giật mạnh. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cũng tăng lên từ 25 đến 28 độ. Còn ở tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ngày ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, có gió đông bắc cấp 5. Ngoài ra, vì một vùng áp thấp hình thành ở khu vực Nam Biển Đông, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh kết hợp với đó là gió Tây Nam, một vùng áp thấp sẽ hình thành trên khu vực Nam Biển Đông, nằm ngay trên khu vực phía Tây Nam của quần đảo Trường Sa. Từ ngày 8 tháng 4 sắp tới, vùng áp thấp này chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Bắc, không loại trừ khả năng sau ngày 10 tháng 4 có khả năng mạnh lên thành bão